Hello mọi người, lại tiếp tục với những cái video ngắn về cái việc hôm nay chúng ta sẽ nói về việc là ok có bao nhiêu kiểu setup với CRJ là có thể đảo ngược xu hướng. Cái này ấy, nếu mà nhiều người học theo Quasimodo ấy thì mọi người sẽ nhìn giống y xì, nó giống Quasimodo cực kỳ luôn, QML. Vui chưa? Rồi thì hôm nay mình sẽ nói tại sao nó lại giống và trong chóc có bao nhiêu kiểu sử dụng, không phải là đơn thuần nữa chỉ là chóc đỉnh chóc đáy đâu. Mọi người học cái đấy là mọi người tìm hiểu những cái đấy là chưa hết, ok chưa? Rồi thì một cái chóc bình thường hay là một cái Quasimodo bình thường nó sẽ là gì? Nó là một cái mô hình là giống như LMS phá vỡ cấu trúc, ok chưa? Giống như phá vỡ cấu trúc. Rồi chúng ta đầu tiên có một cái đỉnh, rồi một cái đáy thấp, một cái đỉnh cao hơn và đỉnh cao hơn nó bị phá, đúng chưa? Đó thì ở đây theo Quasimodo thì đây là cái đường MPL của mình, đúng không? Hay là QML của mình. Đó, tiếp tục ở dưới này mình có một cái điểm nữa, đó. Hay là nói về chóc thì đây là CH, OCH ở trên, chóc trên. Và đây là chóc dưới, hoặc đây là BOS hoặc BMS ở trên, đây là BMS hay là BOS ở dưới, nó đều như nhau hết. Đấy ạ, đây là chỉ là một cái tên gọi thôi. Đó. Mọi người đừng có phức tạp lên ở cái phân tích của mình, chỉ cần biết ok cứ nhìn quen nó là phạm vi cấu trúc thế là xong, không cần cái gì phải quá là nhiều phức tạp, cứ phải là học chóc hay là học cấu trúc hay là học Quasimodo mà nhìn nó giống nhau như thế. Đấy, nhiều người sẽ đặt câu hỏi như vậy. Rồi thì với một cái chóc hay là một cái Quasimodo bình thường nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế này đó. Và sao với những người rơi theo Quasimodo thì mọi người sẽ được dạy là gì, dùng cái đường này để giao dịch, đúng không? Khi giá đã quay về thì dùng cái đường này để giao dịch, nhưng đấy mà là một cái khái niệm sai lầm, đúng không? Quasimodo ấy, mình muốn giao dịch thì mình phải giao dịch từ đây, đây là cái khu vực mình giao dịch, có nghĩa là đây là một cái đỉnh, đây là cái đỉnh H đi, ok cao, và đây là một cái đỉnh cao hơn. Thì trong một cái biên độ của hai cái này mới được gọi là cái phạm vi để mình giao dịch, chứ không phải là dùng cái đường này để giao dịch, ok chưa? Thì trong cái khoảng này mình thấy ở đây cái gì, một sự phá vỡ cấu trúc, đúng chưa? Thì tất nhiên theo cấu trúc hay là theo cung cầu thì mình sẽ quay về đây mình tìm cung cầu hoặc là tìm OB, đúng không? Thì gọi chung cho cái vùng đấy là gì, mình sẽ có một cái vùng DP, hay là gì, người ta hay gọi đây là cái điểm quyết định, điểm vào lệnh ấy. Đó thì đây là những cái vùng trong này, nó bao gồm là có thể là vùng cung hay là OB đều được. Vì OB nó là cung cầu đặc biệt mà. Đấy, hoặc là rất là nhiều. Nó có thể là một cây con xoay hoặc là một cái doji, những cái đấy thì sẽ sâu hơn thì mình sẽ nói. Ok. Thì đây là cái khu vực của mình. Và mình sẽ có cái gì? Mình là ok, mình cần giá nó tạo đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Tạo đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Đó. Khi giá nó hồi về cái đường này, cái đường QML này, thì cái vùng giữa H và HH là cái nơi mình tìm entry của mình. Được chưa? Đây là cái điểm, cái vùng để mình setup lệnh chứ không phải là dùng cái đường này. Đó. Và L để tạo L. Thứ nhất, L theo kiểu rủi ro thì ở trên khối này thôi, an toàn thì trên đỉnh cao hơn, ok chưa? Và mọi người lưu ý này, khu vực mà ở dưới vùng H với HH đây, cái khu vực dưới này, khu vực dưới này, tất cả những cái setup ở dưới cái vùng này thì nó đều là thao túng giá, ok chưa? Thao túng giá, thao túng giá là mọi người buy thì nó sẽ bay lên và mọi người sell thì nó sẽ đâm xuống. Đó, nó không có một gì rõ ràng ở đây cả. Và khi mà giá đã tạo đỉnh cao hơn như này và đáy thấp hơn, thì chúng ta sẽ có là
một cái lệnh bán trong cái vùng vàng. Đây, đây là cái vùng của mình, cái vùng setup của mình. Vì nó đơn giản là mọi người thấy nó phá cấu trúc đúng không? Một cái chóc hay là gì, một cái chóc hay là Quasimodo đều là phá vỡ cấu trúc hết. Đây đang cấu trúc tăng này, có một cái swing low ấy, xong rồi đây bị phá này đúng không? Ok chưa? Rồi, đó, phá vỡ cấu trúc là gì? Không tạo được đỉnh cao hơn và tạo đáy thấp hơn. Đây là khi giá nó hồi về thì mọi người sẽ setup vào đây, xem xét cái vùng này, setup vào đây và sell nó xuống. Tất nhiên là sell theo cái đường phá vỡ rồi đúng không? Theo cấu trúc là đã như, theo những cái bài về cấu trúc là mọi người đã biết về cái setup này rồi. Rồi. Và trong QML hay là CSOSH nó không chỉ đơn giản là một cái như thế này. Nó có vài dạng mà theo kinh nghiệm của mình là mình biết được. Chứ không phải đơn giản chỉ là chóc ở đây, chóc đỉnh và chóc đáy. Ok chưa? Rồi, mình sẽ đi sâu hơn. Thứ nhất, đây là một cái dạng mà mọi người được học, mà mọi người được học tất cả các sách đều nói về cái hình dạng Quasimodo như thế này. Đó, cái trường hợp mà bay lên thì ngược lại nhá, tương tự nhá, mình sẽ không dành nhiều thời gian về cái phần này. Ok, một cái thứ hai nữa là mình có một cái cấu trúc tương tự như này nhưng mà nó là hai đỉnh. Ok chưa? Nó là gì? Nó là hai đỉnh. Đó. Đây, xuống luôn. Ok, cái này. Ok. Ok, rồi. Đó, như thế này. Cái này ấy nó có thể xuống dưới. Ok, không nhất thiết là phải nằm ở trên cái đường này. Thì đây, mình cũng có một cái QML đúng không? Mình cũng có một cái QML. Ok. Đúng không? Đó, thì đây mình có một cái đỉnh và đây là hai cái đỉnh tương tự như cái việc là xử lý thanh khoản đúng chưa, và ở dưới này mình có phá vỡ cấu trúc BMS. Ok chưa? Đó, thì trong cái này thì khu vực vào lệnh của mình vẫn là cái khu vực H và HH này, nó được chưa, nó sẽ có hai dạng, một là nó chỉ tạo một đỉnh thôi là nó xuống, hai là nó sẽ tạo cho mình hai cái đỉnh để nó xuống. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là một dạng liquid trước khi mà sinh ra QML. Nó sẽ cho mình là hai cái đỉnh chẳng hạn. Ok. Đó. Đây là một dạng liquid rất là hay gặp. Đáy đôi đáy ba hoặc là đỉnh đôi đỉnh ba. Ok chưa? Đó. Nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ có ok một cái QML ở đây. Bây giờ đó, thì cái khu vực này, hai cái đường này tương tự như cái việc là xử lý thanh khoản của hai cái đỉnh đúng không, xử lý thanh khoản của hai cái đỉnh này nó rồi nó mới tạo ra một cái đỉnh cao hơn HH đúng chưa, sau đó là phá vỡ cấu trúc BMS hoặc là BOS hoặc là chóc, nó có thể là chóc trên này, đây chóc dưới này. Đó, sau đó là quay về cái khu vực DP của mình. Ví dụ mình có một khu vực DP ở đây thì mình setup vào đây để sell vào xuống. Nó trường hợp mà mình mua lên cũng tương tự, nó chỉ ngược lại với cái vấn đề này thôi. Đó, thì nó sẽ xoay quanh cho mình là ba cái dạng, một là dạng bình thường, hai là dạng hai đỉnh, ba là dạng liquid cùng với QML, liquid cùng với QML. Đó, được chưa? Đó, đó là một số cái mà ai giao dịch theo QML cần chú ý. Được chưa? Đó. Nếu mà có gì video này của mình ấy có gì sót sót thì mọi người có thể comment ở dưới để chúng ta cùng thảo luận. Ok chưa? Đó. Cái kèo cái recap UCSF lúc nãy ấy, mình cũng áp theo QML. Cũng áp theo QML, mọi người có thể xem lại. Đó. Mọi người thấy hay thì có thể là cho mình xin một like, một share và một subscribe. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.